Mình đi có một bài thuốc quý lắm nha mọi người. Bài thuốc là quý hơn vàng nữa đó. Mình bữa nào mình đi chỉ cho mọi người. Ca hè là khó liền. Thuốc của mình là đại lý thấy không? Đó, bài thuốc của mình là thuốc đại tài. Đây, ra hè là có liền. Thuốc hay mà chưa ai từng biết nha mọi người. Đây trong vườn con gái mình đây nè. Đây nè. Đây nè mọi người. Đây nè. Nè, đây là cái bông ngò này nè mọi người. Đó, bông ngò này nè. Mọi người thấy không? Đây là ra hè là có nhóc rồi. Bông ngò. Đó. Rồi mọi người. Đó là mình chỉ cho mọi người uống nha. Ra vườn đây là có liền rồi đó. Chết tôi rồi. Đó. Đó mọi người. Ngò nhóc cho ha mọi người. Đó, đây là vú sữa cũng có, bông ngò cũng có. Ngò nó mọc đều ha. Trong cái vườn của con mình chỉ cho mọi người nha. Giờ mình đi chỉ cho mình vài thuốc cho mọi người. Ngò đó. Thấy ngò chưa? Chỗ nào cũng có hết ha. Thuốc dân gian thôi mà nó quý hơn vàng. Nó dân gian mà nó quý hơn vàng. Giao này mọi người. Giao lên. Đó, bông ngò nè mọi người. Đó, mình chỉ kích thước thôi mà. Đó, ngò hết biết chưa? Rồi bây giờ mình đi lấy một thứ khác nữa cho mọi người thấy. Đó, đó. Giờ mình đi ra vườn cả. Vườn dừa nữa nè. Đầu có trái rồi đó mọi người ơi. Này nó có bâm đậm trái rồi đó đậm lại. Mọi người. Này à. Đây lâu dừa. Đồng mình nó chặt. Alo. Dạ. Yeah. Kia hả? Nợ gì? Nợ gì á? À, gần sao? Mẹ mình nói bữa hôm qua bữa đó tao ấy gần mày ấy gần vài bữa con nó mới gửi về cho bây giờ. Ờ vậy hả vậy vậy mày giờ ở đâu? Còn mấy người qua bên sông nè, rồi tao đang ở bên sông nè. Ngang chân bên đây nè, tao đang qua nhà con gái tao nè. Rồi. Rồi nha mọi người. Đầu vô. Nè, bông ngò nhóc cho nè. Nè mọi người. Bông ngò ở đầu cái kích thước
Rồi nè, thí dụ mình là cho mọi người biết nè. Đó. Không ngờ nè. Mình thấy coi con đó gì nè mọi người. Một năm vậy nè. Năm vậy nè. Nắm gì đâu rồi, nắm gì coi đầu cái mình nè, mình lấy cái đầu cái mình bỏ vô cốt mình tắm, tắm xong rồi cái mình mới đổ ba cái nước dừa này ra, dừa này ra nè, dắt dắt mà mình uống, là uống chừng ba bốn lần là sạn mẹ sạn con này nó cũng ra hết, 4-5 ly gì nó cũng ra hết nha mọi người, hay dữ lắm. Nhớ nè mọi người nè, bông ngò, nhớ là ngò này là ngò ngò gai, cái bông ngò gai, bông ngò là ngò mình ăn nè, chứ không phải ngò lý nè mọi người. Đó, dừa, nước dừa ở đây sẵn có hết đó. Thấy không mọi người, đó tôi chỉ cho mọi người vậy đó. À, cái bài thuốc này nó quý hơn vàng nữa. Đó nha mọi người. Đó, bây giờ mình vô nha mọi người. Bây giờ là dừa có rồi nè. Dừa có. Rồi mình vô mình. Bây giờ mình vô mình lấy ra luôn. Rồi đang vú sữa nữa nè. Trong vườn của con mình ra dừa có, vú sữa có. Vú sữa rồi. Rồi lụm vú sữa vô nè, bẻ bà quên nè. Bài thuốc quý nhân thì vàng vậy thôi mọi người. Mà không ai biết. Thuốc dễ trước mắt. Không biết thì nó khó. Nha mọi người, thôi mình vô nha mọi người. Đó. Thuốc có trước mắt mà không ai hay biết gì hết á. Nhà sau hè là có rồi, cái hè là có đủ hết rồi. Mọi người vừa vô mọi người đó. Thuốc dân gian phải có mọi người, nhớ bông ngò với nước dừa, dừa có sẵn tâm vô uống vô là hết liền, sạn bự sạn nhỏ gì 4-5 ly gì nó cũng ra hết rồi mọi người, thiệt lắm nha mọi người, quý lắm, mình chỉ là ai uống cũng hết hết á. Gì không à, đây nè, thấy không mọi người, ra vườn là có liền, vừa có luôn, vừa đâm dưới bông ngò, uống này sẵn mẹ sẵn cha gì nó cũng ra hết. Đó. Ở đây.
dân gia mà hay giống như mọi người. Đây dạ. Tao bây giờ có bài thuốc là đang lấy cái bài thuốc á, thành thận là ai thành thận mày chỉ tao uống là nước dừa vui tân đó, như là một nấm mà ngò mà ngò gai mà ngò nhọn đó, ngò gai rồi lấy già hay non chút, lấy cái bông, cái bông một nấm đâm uống là ba sạn 4-5 ly gì cũng ra hết, hay dữ lắm luôn, là chỉ là uống hết á. Nhớ là từ cái bông ngò nghe, cái bông nó có phơi không chú, hay để tư luôn hả? À, cái bông đó nó có phơi không hay để tư luôn? Không, tư mà là uống tư mà là tư liền chứ không có ấy để chút rồi tư ê cái bông mình cần thấy liền. Cái này là cái tổng cuối mình à. Rồi về luôn mọi người ơi, bài thuốc dân gian nó hay lắm nha mọi người ơi, sẵn thận đó, chỉ bông ngò với nước dừa à. Thôi mình chào ạ, chào tất cả mọi người à. Thôi mình chào. Chào đoàn kết. Nhà con của mình đó, nó coi ngoài hè là có đủ hết trơn đó. Dừa có nè, ngò có nè, cái gì cũng có. Thuốc dòi cũng có nè. Nhưng mà cái bài thuốc này nó hay hơn là khóm. Khóm mình uống thì nó, khóm uống thì nó bị bao tử. Còn cái đậu ma thì cũng hơi khó kiếm. Còn cái này mình ra hè là có rồi, còn nếu không ấy là mình lợi chợ tiệm đó và sạp rau đó mình đặt dặn nó xin mớ bông, nhớ cái bông ngò nha mọi người, bông ngò chứ không phải là ngò, cái bông ngò đó, ngò mình có quay lên đó là mình ở ấy đó, nhớ bông ngò nha mọi người, là nó đại tài. Thôi vậy thôi là mình chào mọi người ra, mình nhớ uống là mình uống gì cũng vậy thôi mọi người, uống là phải niệm Phật giái uống vô chứ, còn nếu mình uống không thì nó cũng không bằng có của quyền Thích Tổ Bà Độ cho mình uống mình mới hết bệnh. Không có gì là Phật à, không có gì là Phật à.